Xin chào các em, chúng ta bắt đầu bài học ngày hôm nay. Trước hết xin tự giới thiệu, thầy tên là Nhâm Ngọc Tần, giảng viên toán trường Đại học Thăng Long. Rồi, cái môn đầu tiên mà chúng ta học ở đây là môn logic suy luận toán học. Thì chắc các em cũng đã từng nghe bạn bè hay là các anh chị ở khóa trước giới thiệu về môn này, đúng không? Đây là môn yêu cầu gần như bắt buộc trong cả trường, tất cả các sinh viên đều phải nghiên cứu. Thì cái môn này thì nó có khó như vậy hay không? Thì nó cũng không vấn đề gì, nó cũng đơn giản thôi, nhẹ nhàng. Thế nhiều anh chị bảo là học thì nhẹ nhàng, ra đi thì thanh thản. Học môn này nó hay lắm, nó rất là thoải mái và nó giúp các em về sau này khi mà các em liên quan đến vấn đề dịch thuật hay các thứ thì các em trình bày nó diễn đạt, nó chuẩn. Ví dụ như ký kết hợp đồng hay dịch cái hợp đồng ấy, chúng ta phải dịch ngôn ngữ nó thoát, giúp chúng ta sẽ không bị hớ trong sau này. Thì đấy là nói xa, thì còn nói gần thì môn này thì đơn giản. Chúng ta sẽ vào cái chuyên đề đầu tiên là mệnh đề và phép toán trên mệnh đề. Thì các buổi học thì thầy giáo đều điểm danh và thầy giáo ghi hình bài giảng lại. Sau đó chúng ta có thể vào kênh YouTube để chúng ta xem lại thoải mái, nhưng mà nghiêm cấm các em tự ghi. Nó một, nó làm tốc độ đường truyền của nó chậm đi, và thứ hai là nó cũng không hay lắm, làm hỏng uy tín của người ta ghi hình nét nét, mình ghi rõ là xấu. Vì lý do nào đó mà chúng ta, mà nói chung là môn này không nên nghỉ, mà chúng ta nghỉ một hai buổi là chúng ta theo là rất vất vả, kể cả chúng ta xem lại video bài giảng, đúng không? Thì chúng ta sẽ vào cái chuyên đề đầu tiên là mệnh đề và phép toán trên mệnh đề. Thì thực ra là về mệnh đề, khái niệm mệnh đề và phép toán trên mệnh đề chúng ta đã học ở trong chương trình lớp 10 ngay chương đầu tiên, đúng không? Đấy. Chương đầu tiên của chương trình lớp 10 đại số giải tích chúng ta đã học mệnh đề và tập hợp. Ở đấy có mệnh đề phủ định, mệnh đề tương đương, mệnh đề kéo theo, chứ không học các toán ngoài ra các vật khác. Hay là trên tập hợp chúng ta cũng đã học về hợp rồi giao rồi hiệu hay phần bù của tập hợp, đúng không? Rồi vậy thì chúng ta kế thừa những cái gì chúng ta học ở lớp dưới thôi, không vấn đề gì cả. Thế tài liệu gốc của chúng ta là quyển tiếng Anh và bên toán tin và bên kinh tế là chúng ta phải học cả trên quyển tên trước mặt chúng ta đây. Nếu như bạn nào cảm thấy học tiếng Việt chán quá có thể tìm ở trên mạng quyển tiếng Anh để chúng ta đọc cho nó thoải mái hơn, xem là các thầy các cô đối chiếu xem các thầy cô dịch nó có sát nghĩa hay không. Đấy, tài liệu gốc tiếng Anh của nó như trên mạng, toàn trường học theo quyển này. Nhưng mà các bạn thì học theo quyển này là dịch theo tiếng Việt, còn các bạn kia thì để nguyên bản. Thế phần thứ nhất là khái niệm mệnh đề. Thì trước hết là chúng ta làm quen về mệnh đề đơn giản và mệnh đề phức hợp. Thì mệnh đề là đối tượng nghiên cứu của logic. Thì người ta chia mệnh đề thành hai loại, một là mệnh đề đơn giản và hai là mệnh đề phức hợp. Mệnh đề đơn giản là khái niệm cơ bản của logic mệnh đề, đó là những câu mang một trong hai tính chất đúng hoặc là sai. Rồi từ một hay nhiều mệnh đề đã cho thì bằng các phép toán logic ta tạo nên được những cái mệnh đề mới, được gọi là mệnh đề phức hợp. Và tính đúng sai của mệnh đề phức hợp này phụ thuộc tính đúng sai của các mệnh đề thành phần cấu tạo lên nó, và các quy tắc của các phép toán logic tạo nên mức mệnh đề phức hợp này. Thì khác với chương trình phổ thông thì chúng ta học ở phổ thông ấy, thì giáo viên bình tĩnh chờ chúng ta chép. Nhưng đến lớp 10, 11, 12 thì lúc đấy thì là giáo viên nói lý thuyết rất là nhanh. Sau đó là chăm chăm lao vào làm bài tập. Viên luyện lên luyện xuống. Nhưng ở trên đại học thì nó có cái khác. Là lý thuyết thì giáo viên nói cũng rất là nhanh. Bài tập của khi nói cũng rất là nhanh. Do đó sẽ có một cái giai đoạn là khoảng vài tuần đầu là chúng ta khủng hoảng tinh thần, thế nhanh khủng khiếp luôn. Thì nếu như mà chúng ta cảm thấy nó hơi nhanh một chút thì chúng ta có thể hỏi lại thầy, không vấn đề gì, thầy giáo rất thoải mái. Và trong quá trình học thì thầy giáo sẽ ngắt
cái âm thanh của các em để cho chỉ nghe một giọng của thầy thôi. Tài liệu thì có trên lên link, chúng ta có cái quyển, có cái file đó rồi, chắc chúng ta vào đấy chúng ta cũng đã xem đúng không? Như vậy là một cái mệnh đề, mỗi một mệnh đề phải là đúng hoặc sai chứ không thể vừa đúng vừa sai. Ví dụ như sau, mặt trời mọc ở phía đông thì rõ ràng đây là một câu đúng, như vậy đây là một mệnh đề đúng. Hay nước sôi ở 0 độ C là câu sai, như vậy đây là mệnh đề sai. Số 5 là số lẻ là câu đúng. Hay số 8 là số nguyên tố là câu sai. Số nguyên tố là cái số tự nhiên mà nó là một, nó chỉ có ước hai ước dương là một và chính nó. Thế thì số 8 ở đây thì ngoài cái việc ước là 1 và 8 ra, nó còn ước là 2 và 4, ước dương. Cho nên đây không phải là số nguyên tố, mà như vậy thì đây là câu sai, đúng không? 8 không phải là số nguyên tố, mà như vậy đây là câu sai. Hãy cho ví dụ, 3 ví dụ về mệnh đề và 3 ví dụ về câu không phải là mệnh đề. Cái này thì trong chương trình lớp 10 chúng ta cũng đã làm quen rất là nhiều rồi. Rất là nhiều rồi. Chúng ta có thể lấy ví dụ về mệnh đề và không phải, 3 ví dụ về mệnh đề và 3 ví dụ không phải là mệnh đề, câu không phải là mệnh đề. Và tranh thủ cái thời gian làm bài như này thì nó sẽ gọi điểm danh. Thầy giáo gọi tên bạn nào mà bạn ấy có, sau đó đọc họ tên, chắc bây giờ người ta chưa học thuộc, bạn sinh viên A41690 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh. Bạn mà không trả lời là bạn đánh tính là vắng đấy, vắng quá số buổi là không được thi đâu, nó không như ở phổ thông đâu nhé. Hiện nay mic của bạn đang bị ngắt. Alo, 41690 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh. Như vậy là bạn này vắng. Bạn tiếp theo 41855 Nguyễn Thùy Linh. Ủa, sao thế? Không có trả lời à? Ừ. 57 56 56 có nghĩa là vắng 4 bạn. Tiếp nha. Như vậy bạn thứ hai vắng. Có thể chưa biết. A42181 Nguyễn Thanh Hà. Rồi, em cho ví dụ về mệnh đề. Số 3 là số nguyên tố. Số 3 là số nguyên tố rồi. Em quê ở đâu? Em ở Hà Tĩnh á. Cái câu thầy vừa hỏi em đấy có phải là mệnh đề không? Không ạ. Vì sao? Tại vì bé cô nó không tết đúng sai. Ừ. Thế em có người yêu chưa? Em chưa ạ. Thế đấy có phải là câu hỏi à, đấy, đấy có phải là mệnh đề không? Không ạ. Đúng rồi. Thầy không có ý hỏi cá nhân em, nhưng thầy giáo đưa ra hai ví dụ ở đấy để cho chúng ta thấy được đó không phải là mệnh đề, đúng không? Đấy là câu hỏi, không phải là mệnh đề. Thì trong cái mệnh đề người ta biết đây là nó phải là đúng, là câu đúng hoặc là câu sai, chứ không thể vừa đúng vừa sai, mà đây không phải là câu hỏi. Nó không phải là câu hỏi. Ví dụ như ở chỗ thầy thì trời nó đang mưa, thì thầy sẽ bảo là trời đang mưa chấm than một cái, thì đấy có phải là câu đấy có phải là mệnh đề không em? À có. Không, chấm than là không phải. À. Và rồi, cảm ơn em.
À, tiếp theo là phần giá trị triết lý của mệnh đề. Thì đối với mỗi một mệnh đề ta gắn một giá trị triết lý với nó. Nếu như P là một mệnh đề đúng thì ta nói rằng là P có giá trị triết lý là đúng và chúng ta ký hiệu là true, một số tài liệu ký hiệu là số 1. Nếu P là mệnh đề sai thì ta nói rằng là P có giá trị triết lý là false và chúng ta một số tài liệu chúng ta ký hiệu là không. Thì thống nhất trong tài liệu này là chúng ta ký hiệu là true false, tức là T hoặc là F. Rồi, cái này rất quen thuộc đúng không? Rồi, ví dụ như là mặt trời mọc ở phương đông có giá trị triết lý là true, đúng rồi, cái câu này là đúng rồi. Hay nước sôi ở 0 độ C có giá trị triết lý là false. Anh chị hãy cho biết giá trị triết lý của các mệnh đề sau đây. Đây là toàn những cái liên quan đến chương trình phổ thông. Xin mời bạn 42248 Nguyễn Thị Kim Nhung. Dạ. Và em trả lời cái ý thứ nhất, tam giác cân còn hai góc ở đấy bằng nhau, giá trị chân lý của nó. À, chú đúng rồi. Tiếp, hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật. Rồi, cảm ơn. Tiếp tục bạn tiếp theo 42262 Bạch Thị Thu Hường. Bốn hai hai sáu hai Bạch Thị Thu Hường. Dạ có, thế nghe em nói gì không ạ? Có trả lời đi em. Em với thầy, hình bình hành có Cứ một cứ góc không dưới dưới vuông dưới là... dưới 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 đấy, tam À, giác thật đều là tam sự. giác cân. Em với thầy, tam giác đều là tam giác cân, mệnh giá trị chân lý, à, giá trị chân lý của mệnh đề là chu ạ. À, đúng rồi, mọi tam giác đều là tam giác cân, đúng rồi, chính xác. Tiếp tục câu tiếp theo. Đạo hàm của một tích hai hàm số tại một điểm phân tích đạo hàm của hàm số đạo hàm của thầy từ từ để em đọc lại đã. Ừ, rất từ từ luôn. Em còn nhớ cái công thức đạo hàm của U nhân V đạo hàm bằng cái gì không? U nhân V đạo hàm. U nhân V tất cả phải bằng cái gì còn nhớ? Bằng Ủa sao vừa học xong mà đã thấy vừa thi xong? u phải nhân v cộng u nhân v phải. Đúng rồi. Cộng với U, máy lại chờ cộng với U nhân V phải, đúng rồi. Thế thì cái câu của người ta như thế, thì bây giờ công thức mình học từ hồi lớp 11 là như thế. Nào, thế thì bây giờ cái mệnh đề này nó có đúng hay không? Giá trị triết lý của nó có phải là true không? Dạ không ạ. Không. Không có đạo hàm của một tích, một tích có đạo hàm. Rồi, cảm ơn. Xin mời bạn khác. 42503. Thưa thầy là chu ạ. Cái gì là chú? Đạo hàm của một tích hai hàm số tại một điểm phân tích hai đạo hàm của từng hàm số tại điểm nào? Thế à? Thế giờ ta kiểm tra thử nhé. Ta kiểm tra thử xem có đúng không nhá. Em biết là x xì bình phương ấy thì nó bằng x nhân x đúng không? Rồi, thế bây giờ em lấy đạo hàm con này đi. Con này đạo hàm bằng cái gì? Con này đạo hàm có bằng 2x đúng không? Ờ, thế cái con x này đạo hàm bằng cái gì? Con này đạo hàm bằng 1 đúng không? Thế cái x phẩy Vâng. này đạo hàm cũng bằng 1 tiếp đúng không? Ờ, em đã thấy câu của em sai chưa? Không có Rồi. đạo, không có đạo hàm của tích bằng tích có đạo hàm. Đây là lỗi của giáo viên ở dưới phổ thông, đáng lẽ phải cho một cái ví dụ chỉ ra là đơn giản ấy là không có cái việc là đạo hàm của tích bằng tích có đạo hàm. Đáng nhẽ giáo viên phải chỉ ra chỗ đó thì các em nó nhớ nó lâu hơn, không nó tự nhiên nó mắc vào cái lỗi mà rất là vớ vẩn. Rồi, như vậy là cái câu này ấy, thì là một bạn bảo đúng lúc trước thì bạn bảo là đúng, còn bạn thứ hai thì bảo là không đúng, nhưng mà bạn lúc đầu thì nói đúng, bạn thứ hai thì nói sai, không có đạo hàm của một tích bằng tích đạo hàm. Thế họ tên của em gì nhỉ? Em là Nguyễn Thị Phương Mai. Ô, Nguyễn Thị Phương Mai trả lời rồi mà, tưởng bạn gọi tiếp theo nhỉ? 42648. 42648 trả lời cho thầy câu dưới nào.
Thứ hai là nếu tồn tại giới hạn của hai hàm số tại cùng một điểm thì giới hạn của tích hai hàm số này tại điểm đó bằng tích hai giới hạn của hai hàm số đã cho tại điểm đó. Đây là một mệnh đề chung ạ. Vì chúng ta đã học trong chương trình lớp 11 là lim của tích bằng tích cái lim đúng không? Lim của tích bằng tích cái lim chính là nói tắt của nó. Như vậy là cái cuối cùng là mệnh đề đúng. Cảm ơn em. Rồi. Tiếp tục, sau đây thì chúng ta sẽ sang cái phần thứ hai nhỏ là các phép toán logic trên các mệnh đề. Đây là phần quan trọng nhất của ngày hôm nay. Chúng ta hết sức lưu ý. Thế thì cái xu hướng cái hiện tại bây giờ là chúng ta tinh thần là chúng ta đang học online, cho nên là những bài tập bài kiểm tra thì các thầy cô đi theo xu hướng là kiểm tra trắc nghiệm, thì đây lại là lợi thế đối với chúng ta nếu như chúng ta thi, bởi vì các em quen rồi, nhưng nó sẽ là cái không lợi thế nếu như khi tình hình nó ổn định người ta thi thì nó lại thi viết, nếu mà thi ở trên trường thì lại thi viết, thi online thì thi trắc nghiệm rồi, trắc nghiệm thì các em làm quá quen rồi. Nhưng mà thi tự luận ấy, thì rất nhiều học sinh là bị trình bày kém là do một cái hệ thống từ nhỏ đến lớn đã được luyện thi về trắc nghiệm mà quên đi kỹ năng trình bày cơ bản, thì môn này cũng giúp chúng ta sẽ lại trình bày, mà môn này là trình bày rất chặt chẽ thì mới được điểm. Có hay ghi nó đấy là nói là nếu mà thi tự luận đấy, chứ còn thi trắc nghiệm thì không nói làm gì, trắc nghiệm thì anh cứ ngành nào khoanh đúng đáp án thì anh được điểm. Thế thì các phép toán trên này thì chúng ta sẽ có 6 phép toán. Phép toán phủ định này, phép toán hội này, phép toán tuyển này, tuyển loại này, kéo theo tương đương. Thì trong chương trình lớp 10 chúng ta làm quen với ba phép toán, một phép toán trên cùng và hai phép toán dưới cùng. Trên cùng là phép phủ định, phép toán kéo theo và phép toán tương đương. Tương đương mình làm suốt đi, các mệnh đề tương đương đi, biến đổi tương đương đi, phép toán kéo theo. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ học thêm hai cái phép toán là phép hội, phép tuyển và phép tuyển loại. Nhìn qua cái sơ đồ này là chúng ta thấy hoang mang. Thì cơ bản là các cái phép toán này được định được trình bày theo cấu trúc là định nghĩa và ký hiệu, ví dụ cách nhớ nhanh và bảng giá trị chân lý. Đấy. Thì cấu trúc chung khi phát biểu định nghĩa là như sau. Người ta thường câu đầu tiên người ta thường mở đầu là cho mệnh đề hoặc là cho hai mệnh đề hoặc là cho ba mệnh đề ba chấm, sau là tên cái phép toán, xong phải ký hiệu là gì, đọc là gì, là mệnh đề đúng khi nào và sai khi nào, hoặc ngược lại là mệnh đề sai khi nào hoặc đúng khi nào. Các em phải viết cái sơ đồ này, chốc nữa chúng ta học một phát theo sơ đồ này, học thuộc cả 6 hàng luôn. Viết lại cái sơ đồ này là viết lại cái cấu trúc chung này, để chốc nữa thấy thầy đó phát biểu y hệt luôn. Thông tin thì học cái sẽ biết. Bao giờ tất cả các định nghĩa, 6 cái định nghĩa về phép toán này đều phát biểu trên cái cấu trúc mà thầy giáo vừa viết ở trên bảng. Rồi. Sau. Tất nhiên có một số trường hợp thì như có một hai trường hợp nó viết ngược lại, tức là nó nói sai khi nào trước, sau đó nó mới nói đúng khi nào. Rồi, chúng ta bắt đầu vào định nghĩa đầu tiên, phép toán đầu tiên là phép toán phủ định. À, xem có đúng cấu trúc như trên không nhé. Cho mệnh đề P chấm một phát, phủ định của P tên phép toán, phẩy một phát, ký hiệu là. Đấy, trong chương trình lớp 10 thì các em ghi là gạch ngang trên đầu nhé. Thế còn ở trong chương trình này, về sau người ta ký hiệu như bảng này. Đấy, thì thầy giáo đang bôi màu vàng. Đây là cái sự khác biệt đó so với chương trình chúng ta học hồi lớp 10. Lớp 10 chúng ta viết mệnh đề P có ký hiệu chữ ngang ở trên đầu. Bây giờ thì không. Bây giờ thì nó cái gạch. Một cái gạch ngang xong là gạch vuông góc xuống dưới. Phẩy một cái này. Đọc là khung P, phẩy tiếp này. Là mệnh đề đúng khi P sai và sai khi P đúng. Được chưa? Bây giờ thầy giáo vừa gọi điểm danh xong là một em phải đọc lại cái này.
là do học online cho nên là quá trình học nó khác so với bình thường. Đấy, thì đang cố gắng khắc phục. Xin mời A42655 Trần Thị Thanh Xuân. Dạ. Và em đọc cho thầy lại cái định nghĩa này cho các bạn cùng nghe. Sau đó thầy sẽ giấu định nghĩa đi, em phải phát biểu lại. Em thưa thầy, cho mệnh đề P, phủ định của P ký hiệu là chữ P hoặc P ngang đọc là không P, là mệnh đề đúng khi P sai và sai khi P đúng ạ. Rồi bây giờ thầy giáo sẽ giấu cái này đi nhá. Em nhìn cái bản mà thầy giáo em vừa tóm tắt đấy, đọc lại. Nào bắt đầu đọc lại. Đó. Cho cái gì? Em thưa thầy, cho mệnh đề P, Rồi. Tên phép cho toán. mệnh đề P Rồi, tên phép tên toán. phép toán là Không không, đấy, chữ không không, đấy là cấu trúc của nó, còn em đọc em không đọc cái tên phép toán nữa, mà là em đọc là cái gì nào? Phủ định của P hay là cái gì nào? em thưa thầy, mệnh đề P và tên phép toán là phủ Chưa định chưa của chưa chưa P chưa ký chưa. hiệu là chữ P Ừ. đọc là không P, À. là mệnh đề đúng khi P sai và sai khi P đúng không? Đấy, gần được rồi đấy. Đây em nhìn lại nhé. Đấy, nhìn tên phép toán này, phủ định của B này. Thấy không? Ký hiệu là đọc là mệnh đề đúng khi P sai và sai khi P đúng. Được chưa? Dễ thuộc đúng không? Cứ theo cấu trúc này mà tương nhá, ghi này để chốc cả 6 cái luôn, cả 6 cái đều phát biểu theo cái này. Rồi cảm ơn em. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có xét ví dụ này. Mệnh đề mặt trời mọc ở phương đông thì có phủ định là phủ định của P đây, ký hiệu như này, mặt trời không mọc ở phương đông, cũng có thể nói là cái mệnh đề phủ định của P là không phải mặt trời mọc ở phương đông. Cái câu trả lời thứ hai là câu hỏi khôn nhất, câu nói khôn nhất, không phải mặt trời mọc ở phương đông. Ví dụ tiếp, phủ định của mệnh đề 3 lớn hơn 1 là 3 nhỏ hơn hoặc bằng 1. Các em nên nhớ là giữa P và P là phủ định của nó này. P đúng thì P ngang là sai và ngược lại, không có chuyện hai cái cùng đúng luôn. Nhìn này, là mệnh đề đúng khi P sai, sai khi P đúng. Cho nên là cái này chúng ta đừng bảo ô sao cái này sai, sao thầy cứ viết vào. Đang học mệnh đề nó khác. 3 lớn hơn 1 là đúng này. Một cái mệnh đề phủ định của nó sẽ là mệnh đề sai. Đấy. 2 bằng 1 là mệnh đề sai, nhưng phủ định của nó 2 khác 1 lại là mệnh đề đúng. Rồi. À, cái B này là thừa, ví dụ thừa. Tiếp tục. Câu hỏi đặt ra là hãy viết phủ định của các mệnh đề sau đây. Paris là thủ đô của nước Pháp. Mặt trời quay xung quanh trái đất. 10 năm lớn hơn 30. Đáp án vừa là ở trên một câu. Rồi, xin mời 42711 Giáp Thị Mai Linh. Có ạ. Ừ. Em tìm mệnh đề phủ định của Paris là thủ đô của nước Pháp. Em thưa thầy, phủ định của Paris là thủ đô của nước Pháp là Paris không là thủ đô của nước Pháp. Có cách khác nữa không? Cái cách trả lời nhanh đi. Nhanh mà vừa thầy vừa nói đấy, thêm từ không phải đứng đầu câu ấy. Tại vì khi Không nhá, như phải này nhá, như thủ này thầy nói em bối cảnh tại sao ta lại nói nhiều lúc chúng ta lại nói nhanh như thế, tại vì khi mà đối phương chúng ta nhiều khi người ta nói một cái câu nó rất là dài, nhưng mình không nhớ hết được đúng không? Mình đánh một câu là phủ định luôn, không phải. Đánh luôn câu không phải đứng đầu đúng không? Thì cái này nó cũng cái kiểu kiểu như thế. Bây giờ bạn người ta nói là Paris là thủ đô của nước Pháp thì mình có thể nói cái cách thứ nhất của em ấy là Paris không là thủ đô của nước Pháp, đúng rồi. Tuy nhiên trong một số văn phong câu mình ấy nói luôn là không phải Paris là thủ đô của nước Pháp. Có được. Rồi. Rồi xin mời bạn tiếp theo. 42727 Mai Thị Tuyển Tuyến. Mai Thị Tuyến. Em chào thầy ạ. Ồ xin chào. Em họ tên là gì nhỉ? Em là Mai Thị Tuyến ạ. Mai Thị Tuyến. Rồi. Em trả lời cho tìm cho thầy cái mệnh đề phủ định của câu thứ hai, mặt trời quay xung quanh trái đất. Như thầy, mệnh đề phủ định là mặt trời không quay xung quanh trái đất hoặc là
Không phải mặt trời quay xung quanh trái đất ạ. Đúng rồi, giỏi quá. Tiếp tục, xin mời bạn tiếp theo. 4, 2, 7, 4, 5. Đồng Hồng Hạnh. Em thưa thầy có Ừ. mệnh đề phủ định của 15 lớn hơn 30 là 15 nhỏ hơn bằng 30 ạ. Ừ. Hoặc là 15 không lớn hơn 30 hoặc là không phải 15 lớn hơn 30 ạ. Ui dồi ôi, giỏi quá. Thế bây giờ em trả lời cho thầy câu hỏi tiếp ở dưới nhé. Vậy cách tìm phủ định của một mệnh đề là gì? Em thưa thầy cách tìm phủ định của một mệnh đề là cách nhận một là thêm từ không phải vào đầu câu ạ. Chính xác. Cách thứ hai là thêm phủ định không vào vào giữa câu hỏi. À, vào vào đúng rồi, tức là chúng ta thêm hoặc là bớt từ không. Đây đây là nếu như bài nó đang có từ không rồi thì mình bớt nó đi. Em có hiểu ý thì nói không? Dạ vâng. Ví dụ nhé, ví dụ 3 không bằng 1. Mệnh đề phủ định của nó là gì? Chẳng nhẽ ta viết là 3 không không bằng 1 à? À, đúng không? Chúng ta sẽ phải vứt Vâng. cái từ không đi. Đúng không? Vâng. Tức là nó có rồi thì ta bỏ đi, mà nó không có thì ta thêm vào. Thế thôi. Đấy. Như vậy là gì? Để viết phủ định của một mệnh đề thì cách thứ nhất là trên. Cách thứ hai là chúng ta thêm hoặc là bớt từ không hoặc từ không phải vào trước vị ngữ của mệnh đề đó. Trước vị ngữ của mệnh đề đó. Đây là thầy lấy nguyên văn câu của lớp chương trình lớp 10 đấy. Thông tin các em dở sách giáo khoa lớp 10 ra, chúng ta sẽ thấy sách giáo khoa lớp 10 ra sẽ thấy phần đầu của nó là như thế, không phải phần này. Đây là rồi. Ôi, thôi chết, nó lạc lẫn rồi. Xong, cảm ơn em. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ tự làm vào vở của mình, tìm mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau. Câu này cũng hay đấy. Tìm mệnh đề phủ định của mệnh đề sau để nhớ lại mình hồi quá khứ hào hùng mình hồi học cấp 2. Nha, viết là vở mình nha, cả ba câu nha. Bây giờ thầy trong khoảng thời gian thầy điểm danh một số bạn sẽ tiếp, chỉ là điểm danh thôi, thầy giao sẽ đọc đầu tiên chưa quen thầy đọc cả mã cả họ tên, sau này thầy giao chỉ đọc mã sinh viên thôi, là các em phải thưa và sau đó các em đọc họ tên của mình. 42756 Phạm Thị Ngọc Mai. Dạ có. Và 42770 Cao Thị Thu Phương. Có. 42772 Hoàng Thị Hương. 42772 Hoàng Thị Hương. Vắng rồi. Bốn Có. à rồi cảm ơn. 42787 Vũ Ngọc Mai. Họ tên đầy đủ của em là gì nhỉ? Tên em là Vũ Mai ạ. Rồi. 42795 em tên là gì? Bạn Thùy Trang. Rồi. 42798 chúng ta thưa xong chúng ta đọc mã ra đọc luôn họ tên mình. 42798 Có đi về đến mình. rồi giỏi quá. 429 à nhầm, 42817 Có phải học lớp ạ. và 42825 Có Nguyễn Hoàng Anh. và 42827 42827 chắc là chưa kịp nhớ hả? Bùi Thị Huyền. 42827 Bùi Thị Huyền có không? Có. 42835 42835 Bùi Thị Hương. Bùi Thu Hương À ạ. Bùi Thu Hương đấy, chết dở thế mà không thưa ngay. 42848 42848 họ tên là gì? Ủa? Và 42857. Bốn hai tám năm bảy Quang Thị Phương Linh. Có. 42860 Trần Thị Nga. Chưa thầy chưa nghe gì cả. 42860
4286 không có. Có. À, 42870 à 71. 42871 Phạm Thị Thanh Trúc. 42883 Phạm Yến Ngọc. 42883 Phạm Yến Ngọc. Có. Và 42903 Trần Thị My. Có. Và 42920 Bạch Thị Tuyết Nhung. 42920 Bạch Thị Tuyết. À, Có. vàng được không? Thành viên không ạ? Có. 42929 Trịnh Thị Thiên Hương. 42962 Nguyễn Thị Phương. Dạ có. Và 42969 Đinh Phương Thảo. Có. 42970 Phan Thị Nhung. Có. Và 42983 Bùi Xuân Trường. Đã có rồi ạ. Và 42985 Đinh Thị Thảo Vân. Có. 42987 Nguyễn Thị Phương Anh. Có. 42989 Trần Hải Anh. Có. 43001 Nguyễn Thùy Linh. Có. 43015 Nguyễn Thị Ly. Có. 43408 Có. Trần à, và Trần Song Anh. 43458 Nguyễn Thị Ngân. Bốn ba bốn năm tám Nguyễn Thị Ngân có à, có hơi nhỏ. 43778 Cao Phương Thảo. Có. Và 43799 Nguyễn Thanh Vân. Có. 43807 Đào Xuân Hải. Có. Và 43823 Có em ạ. Nghiêm Thu Trang. Rồi 43860 Nguyễn Hồng Nhung. Có em ạ. 43863 Thiều à, không phải Thiếu Thị Thu Hoàng. Có. Có. Và 43869 Hoàng Lê Thúy Chi. Có. 43875 Vũ Thị Diệu. Có. 43895 Nguyễn Ngọc Huyền. Là có. 43932 Đinh Ngọc Huyền. Em có. 43946 Nguyễn Phương Hoa. Bốn ba chín bốn sáu Nguyễn Phương Hoa có không? Nguyễn Phương Hoa 43946 vắng. 43960 Bùi Thị Ngọc Bích. Có. 43963 Nguyễn Thị Vân. Dạ có. 43966 Hoàng Thị Thu Hiền. Bốn ba chín sáu sáu Hoàng Thị Thu Hiền có bán. 43983 Nguyễn Minh Hư. Dạ có. Và 43985 Đặng Thu Huyền. Có. 43986 Hà Hải Yến. Có. 43990 Nguyễn Hoàng Linh Nhi. Có. 44003 Vũ Hải Yến. Có. 44029 Nguyễn Ngọc Ánh. Bốn bốn không hai chín Nguyễn Ngọc Ánh. Có. Và à, như vậy là sẽ làm vắng một hai
3 4. Để hỏi lại lần nữa bạn 41690 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh có mặt chưa? Chưa. 41855 Nguyễn Thùy Linh có mặt chưa? Chưa, hai bạn đã bắn. 43946 Nguyễn Phương Hoa có chưa? Chưa. 43966 Hoàng Thị Thu Huyền chưa có. Như vậy là lớp vắng 4. Chúng ta tiếp tục. Bây giờ lạc lạc lạc. Chúng ta sang phần tiếp theo nhé. Từ nhận xét ở trên đây thì chúng ta sẽ điền các giá trị trừ phô vào bảng tương ứng bảng sau. Vì chúng ta biết là cái P ở đây thì nó nhận có thể nhận một trong hai giá trị là trừ hoặc phô. Thì chúng ta điền vào đây. Thì chúng ta biết là trong định nghĩa phủ định của mệnh đề P ấy, thì là nó sẽ nhận mệnh đề đúng nếu như P sai và sai khi P đúng, đúng không? Như vậy thì đây chúng ta dễ dàng điền bảng giá trị chân lý của nó vào. Như vậy là chúng ta điền vào đây. P. P nó có thể nhận giá trị là true hoặc là false. Như vậy không P, em để ý nhé, một cái gạch ngang và cái thẳng đứng xuống, không P ở đây nó sẽ nhận, nếu mà P mà là đúng thì nó sẽ sai, mà P mà sai thì nó lại đúng, không P nó lại đúng, đúng chưa? Đấy, như vậy là cái thứ nhất đã được giải quyết xong một cách rất nhẹ nhàng. Bây giờ phép toán thứ hai là phép toán hội. Hội nghe từ có vẻ quen quen, hội lim. À, như vậy định nghĩa như sau: cho hai mệnh đề P và Q chấm một cái, hội của P và Q phẩy một cái, ký hiệu là P. Sau cái dấu này đọc là P và Q phẩy một cái, là mệnh đề đúng khi cả P và Q cùng đúng và sai trong ba trường hợp còn lại. Như vậy chúng ta thấy nó cũng phát biểu theo giống cái cấu trúc ở như ở trên, đúng không? Cho hai mệnh đề P và Q này chấm phát này, tên của phép toán này, hội của P và Q này, phẩy này, ký hiệu là phẩy này, đọc là P và Q, nhớ hội là và, cứ và là nhớ đến hội, là mệnh đề đúng khi cả P và Q cùng đúng và sai trong ba trường hợp còn lại. Các em phải xét định nghĩa, bởi vì hôm nào là người ta sẽ có cái bài kiểm tra trắc nghiệm, người ta hỏi đây là định nghĩa của cái nào mình không biết. Được chưa? Phát biểu hoàn toàn theo cấu trúc như trên, đúng không? Cho hai mệnh đề P và Q chấm hội của P và Q phẩy, ký hiệu là phẩy, đọc là P và Q phẩy, là mệnh đề đúng khi cả P và Q cùng đúng và sai trong ba trường hợp còn lại. Được chưa? Rồi. Thế thì chúng ta sẽ chưa đi vào ví dụ mà chúng ta sẽ đưa vào cái bảng giá trị chân lý đã, tại vì để nó thể hiện ngay luôn, nó học online nó phải khác, nó trực tiếp một chút. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ thiết lập một cái bảng thứ hai với cái phép toán hội. Thế thì chúng ta biết được là P thì nó có thể nhận hai giá trị là true hoặc là false, và Q ở đây thì cũng có thể nhận hai giá trị là true hoặc là false. Thế bây giờ kết hợp lại hai con này với nhau thì chúng ta theo quy tắc nhân mà học trong chương trình lớp 11, chúng ta sẽ có 2 nhân 2 là 4. 4 trường hợp xảy ra. Đúng chưa nào? 2 nhân 2 là 4. Thế thì cái quy tắc để thiết lập của chúng ta sẽ là như sau. Ở đây chúng ta cần phải tính được cái lập bảng giá trị chân lý của P hội Q. Như vậy số dòng của nó sẽ là 2 mũ n, sau đó cộng với một dòng là tiêu đề. Dòng tiêu đề. Như vậy ở đây chúng ta có P này, Q này, và P hội Q này. Như vậy cái dòng đầu tiên là tiêu đề nhé. Rồi, cái dòng đầu tiên là tiêu đề. Tiếp tục, ở đây n bằng 2, nó sinh ra bởi hai mệnh đề đơn là P và Q mà, cho nên số dòng của chúng ta sẽ là 2 bình phương
cộng với 1, như vậy là 5 dòng. 5 dòng, nghe kỹ để sau này mà làm đấy. Rồi, thế thì cái cột đầu tiên của chúng ta là dành cho cái mệnh đề đơn P. Thì cái dòng đầu tiên chúng ta ghi P rồi. Thế tiếp theo, quy tắc là 2 mũ N trừ 1. Cột đầu tiên sẽ là 2 mũ N trừ 1 chu. Cột đầu tiên sẽ là 2 mũ N trừ 1 chu. Ở đây N bằng 2 nhé. N bằng 2. Như vậy 2 mũ 2 trừ 1 là bằng 2 mũ 1, tức là bằng 2. Như vậy sẽ là chu chu. Tiếp theo là khô khô, cố chế. Tự nhiên lại bé tẹo. Màn hình của thầy nó cảm ứng cho nên là tay nó rất là nhạy. Chỉ hơi nhẹ một cái nó đã chạy. Ôi giời ơi, sao lại xanh đấy. Ôi giời, nó chạy đâu mất. Rồi đây, cứ bình tĩnh, dần dần nó sẽ rõ. Tiếp theo là hai chu hai phô, được chưa nào? Đấy, cái quy tắc cột thứ nhất là 2 mũ n trừ 1 lần chu cột 1. 2 mũ n trừ 1. Ồ. Như vậy cột thứ nhất là xong nha. Thế đến cột thứ hai. Cột thứ hai thì nó là 2 mũ n trừ 2 chu. 2 mũ n trừ 2. Ồ. Khi chưa lấp đầy thì quá trình được lặp lại. Đấy, như vậy bây giờ trong bài này là n bằng 2 đúng không? 2 mũ 2 trừ 2 tức là 2 mũ 0 thì bằng 1. Như vậy là chu khô đầy chưa? Câu trả lời là chưa đầy phải lặp lại. Tiếp theo là chu khô. Bây giờ nhìn lại định nghĩa của nó nhé. Đấy, là hội của hai mệnh đề này nó chỉ đúng khi P và Q cùng đúng, thì mình sẽ có một cái câu thần chú để nhớ nhanh là hội chỉ đúng khi cả hai cùng đúng. Nó tương tự như hồi mình học lớp 10 ấy. Hồi lớp 10 mình học một loạt cái công thức lượng giác để thầy đọc cho mà nghe nhé. Cốt đối sin bù phụ chéo khác quy tan và cô tan. Còn nhớ không? Còn nhớ công thức nào? Rồi, rồi công thức cốt cộng cốt bằng hai cốt cốt, cốt trừ cốt bằng trừ hai sin sin, sin cộng sin bằng hai sin cốt, sin trừ sin bằng hai cốt sin. Còn nhớ không? Quên hết rồi. Tan mình cộng với tan ta bằng sin hai đứa trên cốt ta cốt mình. Đó, đấy là những cái công thức mình học từ bé. Thì bây giờ là thầy giáo vừa dạy là gì? Hội chỉ đúng khi cả hai cùng đúng. Có nghĩa rằng là trong cái hội đấy chỉ cần có một cái phổ thì lập tức nó sẽ nhận ra sự sai ngay. Bây giờ chúng ta nhìn giống hàng ngang. Đây là chu đi với chu đúng không? Hội chỉ đúng khi cả hai cùng đúng. Vậy thì nó sẽ sai trong tất cả các trường hợp còn lại. Tức là chỉ cần trong đó có một cái phổ thôi là nó không nhận ra sự phổ luôn. Như vậy ở đây sẽ là phổ. Ồ. Ồ. Em ghi mỗi một cái này là một dòng kẻ thì đỡ phải chia, đỡ phải gạch ngang. Mỗi một cái này chia một dòng, nó không bị lệch dòng. Làm bài kiểm tra nó ghi lệch dòng chết vào. Đấy, đấy là bản giá trị chân lý của cái P hội quy. Sao không? Cách nhớ nhanh của nó là hội chỉ đúng khi cả hai cùng đúng. Câu hàm ngôn của nó là như vậy, trong đấy nó chỉ có một cái sai thì lập tức nó sai ngay đúng không? Đấy, hội chỉ đúng khi cả hai cùng đúng. Câu này còn theo chúng ta đến chết thì thôi, tức là đến không giờ học môn này nữa thôi. Như vậy là xong. Thầy có vẻ dễ tính thôi nhưng mà trong học tập điểm của thầy nghiêm khắc lắm, đừng nghĩ thầy thì thầy hiền nha. Thầy không hiền đâu. Bây giờ học nó không căng thẳng, thầy thế thôi, thoải mái thôi. Thế được chưa? Rồi, như vậy bảng giá trị chân lý thầy đã nhắc xong. Nhớ cái quy tắc mà thầy đã vừa nói. Như vậy là chúng ta đã điền được vào bảng giá trị chân lý. Đây là đánh máy lại cho nó đẹp. Các em không cần phải kẻ dòng ngang dòng dọc làm gì đâu, chỉ cứ nhìn như thầy đã vừa vừa viết tay là ổn. À, như vậy là chúng ta có. Thế sau đây thì sau khi có học được cái bảng giá trị chân lý ở trên rồi thì chúng ta bắt đầu mới áp dụng vào làm ví dụ xét tính đúng sai của các mệnh đề. Nhớ là chữ hội gắn liền với chữ và nhé. Hội gắn liền với chữ và. Đây ạ. Hội gắn liền chữ và chìa chìa khóa của nó đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem cái này đúng cái sai. Nước sôi ở 100 độ C đúng và nước đóng băng ở 0 độ C đúng. Như vậy ở đây ấy, là P đúng và Q đúng. Như vậy là hội của chúng sẽ là đúng, đúng không? Chữ và mà. Được chưa nào? Rồi.
thực ra là chưa đến không độ C nó đã đóng băng rồi đấy, tầm khoảng 3 4 độ và đầu tuyết nó đã bay bay, tuyết bay bay, nhưng mà khoảng 1 2 độ là lúc đấy nó đã đóng băng rồi, đóng băng. Thì đây người ta chỉ nói là 0 độ C, thực ra chưa đến 0 độ C đã đóng băng rồi, và đó cũng không quan trọng, đúng 0 độ C đóng băng nữa. Rồi tiếp tục, mặt trời mọc ở phương đông, mặt trời mọc ở phương đông, mặt trời mọc ở phương đông thì đúng, nhưng mà nước sôi ở 0 độ C thì lại sai. Đấy, nhớ là hội chỉ đúng khi cả hai cùng đúng, trong cái hội này chỉ cần có một cái sai là nó sai luôn, như vậy là cái này sai, cái này sai. Tiếp tục, số 5 là số lẻ, số chẵn, hô sai, số 6 là số lẻ, hô sai nốt. Như vậy là ở đây nó có dạng là phô, hội với phô, như vậy đây là mệnh đề sai đúng không? Hội chỉ đúng khi cả hai cùng đúng, bắt buộc cả hai đều đúng thì nó mới đúng, chỉ cần một trong hai cái sai là nó sai luôn, được chưa? Chống nghe thôi, nhưng mà sau này cứ ra hai hai đứa cãi nhau, kết quả cuối cùng cả hai đứa đều đúng, cứ đi cãi nhau chết sạch, hai anh nói hai cái câu đều đúng cả. Rồi bây giờ câu hỏi như này, xét tính đúng sai của các mệnh đề sau đây. Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật, và hình thang có một góc vuông là hình chữ nhật. Mặc dù những bạn kia điểm danh bây giờ thầy giáo vẫn gọi lại trả lời nhé, mà thầy giáo gọi trả lời mà không có mặt thì tính là vắng nhé. Xin mời 24860 Trần Thị Nga. Em thầy tính đúng sai của mệnh đề một là giá trị chân lý của mệnh đề của cái một là phụ là sai ạ à? Vì Bởi vì sao? chỉ có mệnh đề P là đúng và mệnh đề Q là sai ạ Ừ đúng rồi, hình thang có một góc vuông chắc gì nó là hình chữ nhật đúng không em? Nó có thể là hình thang vuông đúng vâng nhỉ? vâng Hình thang vuông còn đấy. cái thứ hai vâng Ừ, thế cái thứ hai. cái thứ hai là chu ạ bởi vì 12 chia hết cho số 3 và chia hết cho cả số 2 ạ Ừ, đúng rồi, là phải đúng không? Tiếp nốt đi, cho nó máu. Em tiếp còn đi. mệnh đề 3 là đúng ạ 129 chia hết là một con số lẻ và số 129 cũng chia hết cho số 3 Ừ, giỏi quá. Rồi, cảm ơn em. À, rồi, vâng như vậy bây giờ chúng ta sẽ phải tự tìm cho mình cái cách để tìm giá trị chân lý của hội hai mệnh đề. À, trong trường hợp nó cụ thể thì chúng ta sẽ đi tìm cái giá trị chân lý của từng mệnh đề thành phần, đúng không? Thế nếu như mà trong một trong hai mệnh đề thành phần mà nhận giá trị ở phô thì lập tức cái hội này nó sẽ nhận giá trị là phô ngay, nó chỉ nhận giá trị chu trong trường hợp là cả hai cái đều đúng, đúng chưa? Rồi đấy là mình rút ra kinh nghiệm, thì sau nó hỏi là người ta câu hỏi trắc nghiệm, người ta có thể cho một loạt mệnh đề như này, người ta bảo trong các mệnh đề này, trong các mệnh đề trên đây có bao nhiêu mệnh đề đúng nhỉ? Thế bây giờ mình không biết tìm mệnh cách đúng sai của từng cái một thì mình làm sao mà giải lời được câu đó, đúng không? Cái câu hỏi trước mặt bài số 4, bài số 5 trước mặt ấy, thầy có thể chuyển thành câu hỏi trắc nghiệm. Trong ba mệnh đề sau có bao nhiêu mệnh đề đúng? Đấy, thế thì mình phải biết tính đúng sai của từng cái mà mình biết được chứ. Không trả lời lung tung được. Đúng chưa nào? Rồi, ô học môn này dễ nhẹ nhàng nhỉ. Học rất nhẹ nhàng, học thoải mái cực kỳ luôn. Bài tập nhiều khủng khiếp. Bài tập thì chốc sau khi hết giờ học thì thầy giáo sẽ gửi vào MS Teams cái file bài tập ấy. Thầy giáo gửi đấy, các em tìm cho nó dễ. Thầy sau đó thầy sẽ đào về, thầy giáo gửi cho các em làm. Nó dễ tìm. Rồi, như vậy là chúng ta có cách nhớ nhanh là hội chỉ đúng khi tất cả đều đúng. Có nghĩa rằng là trong hội chỉ có một cách sai là lập tức nó nhận giá trị sai ngay. Bây giờ sang phép toán thứ ba là phép toán tuyển. Tuyển thì chúng ta đã nghe là đã quen quen này. Tuyển loại, tuyển anh này thì phải loại anh kia. À, tuyển tức là phải hoặc. Đấy. Rồi, phép toán tuyển định nghĩa như sau. Cho hai mệnh đề P và Q chấm một phát. Tuyển của P và Q phẩy một phát. Ký hiệu là P, nó ngược lại cái ký hiệu trên. Nó gần giống như chữ V đấy. Nó ngửa lên trên. Đấy. Đọc là P hoặc Q. Nhớ, tuyển đi liền với chữ hoặc. Là mệnh đề sai đấy, thầy nói rồi,
có cái trường hợp nó ngược lại đây, cái này nó nói trước sai khi cả P và Q cùng sai và đúng trong ba trường hợp còn lại. Ghi chép định nghĩa rồi sau đó nhẩm hoặc thuộc luôn cho hai mệnh đề P và Q chấm một cái, tuyển của P và Q phẩy một cái, ký hiệu là phẩy một cái, đọc là P hoặc Q tuyển đi liền với hoặc, phẩy một cái nữa là mệnh đề sai khi cả P và Q cùng sai và đúng trong ba trường hợp còn lại. Chúng ta học một mạch không ra chơi nhé, sau đó là nghỉ luôn. Học hành vất vả, kết quả ngọt ngào. Nhưng mà cái này, môn này học trực tuyến thì nó hơi vất vả một chút. Nó vất vả nhiều khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất là chúng ta đang học toán mà nó cộng trừ nhân chia, bây giờ tự nhiên toàn câu chữ. Thứ hai môn này mà nếu mà thi tự luận thì nó yêu cầu trình bày rất là chặt chẽ. Trắc nghiệm thì không nói gì. Rồi, như vậy định nghĩa chúng ta đã xong. Thế bây giờ trước khi sang cái phần thì chúng ta phải làm cái bảng, bảng giá trị chân lý đã, để viết để cho nó quen. Thế ở đây là P, P tuyển với Q. Thì quá trình vẫn giống như ở trên, số dòng của nó vẫn là 2 mũ N, sau đó cộng với 1, tức là vẫn là 5 dòng. Vẫn là 5 dòng. Đấy. Thì cho nên cái cột đầu tiên nó vẫn là 2 mũ N trừ 1, tức là chu chu. Sau đó phù phù. Tất nhiên có thể làm ngược lại tùy game, nhưng mà mình viết theo một cái thói quen thì nó cũng tốt hơn. Có trường hợp bạn làm bài thiếu dòng này nghĩa thừa dòng kia, thiếu dòng này thừa dòng kia, tức là có nghĩa là hai cái dòng nó giống hệt nhau từ đầu đến cuối thì chứng tỏ là cái dòng đấy đã thừa rồi. Hai dòng giống hệt nhau từ đầu đến cuối là không được, ít nhất nó phải có một chỗ khác. Hai dòng giống từ đầu đến cuối không được. Rồi còn thử dòng thứ hai là chu vô. À, vừa nãy là hội chỉ đúng khi cả hai cùng đúng, bây giờ là tuyển chỉ sai khi cả hai cùng sai. Phải học thuộc câu thầy nói nhé. Hội chỉ đúng khi cả hai cùng đúng, tuyển chỉ sai khi cả hai cùng sai. Có nghĩa rằng là nếu như trong tuyển mà có một cái chu thì lập tức nó chu ngay. À, đấy. Như vậy là tuyển chỉ sai khi cả hai cùng sai, tức là có một cái chu nó chu luôn. Như vậy là có mỗi cái cuối cùng là vô thôi. Hội chỉ đúng khi cả hai cùng đúng, tuyển chỉ sai khi cả hai cùng sai. Dễ thuộc đó. Rồi, như vậy bảng giá trị chân lý chúng ta đã lập xong. Đơn giản. Rất đơn giản như vậy. À, ví dụ như sau. Hà Nội là thủ đô của Việt Nam. Đúng. Huế là thủ đô của Việt Nam. Sai. Nhưng mà dấu giữa là dấu hoặc nhé. Làm bài phải để ý nhé. Hoặc đây chính là hợp đấy, chính là tuyển đấy. Như vậy chỉ cần một trong hai cái đúng là nó đúng rồi. Như vậy cái mệnh đề đầu tiên là mệnh đề đúng. Hà Nội là thủ đô của Việt Nam hoặc Bắc Kinh là thủ đô của Trung Quốc thì cả hai cái ý của nó đều đúng hết. Như vậy tuyển của nó vẫn đúng. Nam Kinh là thủ đô của Trung Quốc hoặc Paris là thủ đô của Trung Quốc. Nam Kinh là thủ đô của Trung Quốc là sai. Paris là thủ đô của Trung Quốc cũng sai. Đây đang ta đang nói ở thời điểm hiện tại. À, như vậy là sai mà tuyển với sai thì nó vẫn ra sai. Đúng chưa? Rồi, như vậy là cái ví dụ 2.5 đã được giải quyết xong. Sao nó vẫn là 2.5 thì ta nghĩ phải là 3.5. À, nếu cách tìm giá trị chân lý của tuyển hai mệnh đề thì chính là vừa nãy chúng ta xét giá trị chân lý của từng mệnh đề thành phần. Nếu như mà một trong hai mệnh đề thành phần mà có giá trị chân lý là chu thì nó lập tức nhận giá trị là chu luôn. Nó bởi vì nó chỉ sai khi cả hai cùng sai. Còn cả hai cái đều mà sai thì nó mới ra sai. Như vậy xong. Xong là cái phép toán thứ ba. Bây giờ là phép toán thứ tư, tuyển có loại. Còn gọi tắt là tuyển loại. Đã tuyển thì còn tuyển thì còn có tuyển loại chết giả. Tuyển có loại cái định nghĩa nó như thế nào, đây là cái chương trình lớp 10 không có. À, cấu trúc vẫn giống như vừa nãy nha,
đọc cấu trúc. Hôm nay chỉ học thuộc định nghĩa với lại bảng giá trị chân lý và ký hiệu, không học thuộc là làm bài sai bét nhà, vì nhớ nhớ nhầm cái nọ sang cái kia nhỉ. Cho hai mệnh đề P và Q chấm một phát, tuyển có loại của P và Q phải ký hiệu là nó cái o tròn trong gạch ngang cái dấu cộng ở giữa, đọc là hoặc P hoặc Q là mệnh đề đúng khi một trong hai mệnh đề là đúng, mệnh đề còn lại sai, và sai khi cả hai mệnh đề cùng đúng và cùng sai. Hơi khó nhớ đúng không? Cái này định nghĩa này là ngang nhất, định nghĩa này là ngang nhất. Rồi, như vậy cái định nghĩa này thì chúng ta sẽ lập bảng như thế nào? Tức là khi mà hai anh này mà nó cùng đúng cùng sai thì chúng ta sẽ nhận ra giá trị là full. Nó phải ngược lại cơ, tuyển loại cơ thì nó phải ngược. Tuyển loại. Đây là cái quan thứ tư. Tuyển loại. P, Q. Dấu cộng này, xong là viết cái tròn ở phía ngoài. Đấy. Tuyển có loại thì nó sẽ nhận giá trị là true nếu như một đúng một sai. True, true, false, false. Bên cạnh là true, false, true, false. Y hệt như ở trên thôi, nó chỉ khác nhau cái cột thứ ba. À, tuyển có loại ấy, thì nó sẽ nhận giá trị đúng khi một đúng một sai và nó sai khi cả hai cái giống nhau. Có nghĩa là cái chu chu đi với chu thì ra phô, chu đi với phô thì lại ra chu, chu tiếp dưới cùng thì là phô, tức là hai thằng nó giống nhau, hai thằng giống nhau này đấy thì nó ra là phô, còn hai thằng khác nhau giá trị chân lý không thì nó sẽ ra là chu, được chưa? Rồi phô ví dụ rồi đấy. Hoặc số 5 là số chẵn, hoặc số 5 là số lẻ. Thế thì số 5 là số chẵn là cái mệnh đề sai. Số 5 là số lẻ thì là mệnh đề đúng. Ở đây là như vậy là phô hộ tuyển loại với lại chu thì nó ra giá trị chu xong. Đơn giản. Tiếp tục, hoặc mặt trời mọc ở phương Đông, hoặc mặt trời mọc ở phương Tây. Mặt trời mọc ở phương Đông thì đúng rồi, nhưng mặt trời ở phương Tây là sai. Như vậy đây là tuyển loại của một chu một phô. Đúng nào? Vậy thì nó ra là giá trị là true. Rồi xong. Thế bây giờ chúng ta phải tìm nêu cái cách tìm giá trị chân lý của tuyển loại hai mệnh đề. À, chúng ta đi tìm giá trị chân lý của từng mệnh đề thành phần. Nếu như hai cái giá trị chân lý của cái mệnh đề thành phần này là giống nhau, tức là true đi với true hoặc là false đi với false thì tuyển loại nó sẽ là false. Còn nếu như hai thằng kia nó khác nhau, tức là một cái là true, cái còn lại là false thì tuyển loại của nó mới ra giá trị là true. Được chưa? Rồi, như vậy phép toán thứ tư được giải quyết xong. Bây giờ sang phép toán kéo theo. Kéo theo thì ngày xưa mình học rồi nhưng bây giờ nó ký hiệu khác với lại ngày xưa một chút. Ngày xưa khi mình học hồi lớp 11, lớp 10 thì cái phép toán kéo theo trong tài liệu nó ký hiệu là cái dấu mũi tên có hai gạch ở giữa. Cái này này, trong chương trình lớp 10. Nhưng bây giờ nó chỉ ký hiệu một gạch giữa thôi. Tức là chúng ta phải bỏ cái thói quen, bỏ một thói quen hơi khó, mình phải luyện thôi, chả làm cái nào khác. Định nghĩa như sau: cho hai mệnh đề P và Q chấm, P kéo theo Q phẩy, ký hiệu là P mũi tên Q phẩy, đọc là nếu P thì Q phẩy tiếp là mệnh đề sai khi P đúng Q sai và đúng trong các trường hợp còn lại. Hơi khó nhớ đúng không? Cái loại thứ năm này thì nó lại có cái khó chịu ở chỗ là nó có tới năm cách diễn đạt,
Đấy, thế là rất nhiều bạn làm đọc diễn đạt nhầm. Bình thường ấy thì đứng trước mũi tên là sau chữ nếu, đứng sau chữ mũi tên là sau chữ thì, tức là như này chẳng hạn, nếu p kéo theo q chúng ta sẽ đọc là nếu p thì q, rồi cái đứng trước nó sẽ kéo theo đứng sau. Như vậy cái cách đọc thứ hai là p kéo theo q, cách đọc thứ ba là q khi p. Như vậy sau chữ khi này cũng giống như là cái việc chúng ta phải đứng trước mũi tên. Nhiều bạn nhầm đó, nhầm cái câu thứ ý thứ ba này, q khi p. Rồi đứng trước mũi tên là điều kiện đủ của đứng sau mũi tên, tức là gì, p là điều kiện cần, p là điều kiện đủ của q, đứng trước mũi tên là điều kiện đủ của đứng sau mũi tên. Như vậy là p là điều kiện đủ của q. Rồi tiếp, đứng sau mũi tên là điều kiện cần của đứng trước mũi tên, tức là q là điều kiện cần của p. Các em sẽ luyện tập vào cái câu này. P ở đây là mệnh đề trời mưa, Q là mệnh đề mặt đất ẩm ướt. Hãy diễn đạt các cách khác nhau của mệnh đề P mũi tên Q. 5 cách nhé, hồi 14 đâu. Đây nữa này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Cứ thế mà đọc ra. Xin mời bạn Đào Xuân Hải 433807. Em thầy ạ. Em diễn đạt cho thầy 5 cách khác nhau của cái P kéo theo Q ở bên phải màu đỏ. Em như thầy là trời mưa thì kéo theo mặt đất ẩm ướt ạ. Chính xác, một. Trời mưa, mặt đất ẩm ướt khi trời mưa ạ. Đúng, hai. Trời mưa là điều kiện để cho mặt đất ẩm ướt ạ. Điều kiện gì? Là kiểu điều kiện đủ ạ. Đúng rồi, tiếp. Mặt đất ẩm ướt là điều kiện cần của trời mưa ạ. Bốn cách, còn một cách nữa chưa dùng nói, chưa nói đến là cái trên cùng ấy. Nếu Nếu trời mưa thì mặt đất ẩm ướt ạ. đấy, cái đấy dễ nhất nữa, phải đọc trước. Được rồi, cảm ơn em. Vâng. Cái này này là chúng ta hơi khó nhớ một chút, đó là nếu p thì q là mệnh đề sai khi p đúng, q sai, và nó đúng trong các trường hợp còn lại. Thì bây giờ thầy giáo nói này nó hơi câu, nó hơi 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 khó hình dung một chút, nhưng mà chúng ta cố gắng. Đó là nó chỉ sai trong trường hợp là chu kéo theo phô đấy nha, cái phép kéo theo nó chỉ sai trong trường hợp là chu kéo theo phô thôi, tức là giả thiết đúng nhưng kết luận sai, còn nó tất cả các trường hợp khác nó đều đúng hết. P này, Q này, P kéo theo Q này, chu chu hô hô này. Đừng ghi hình, không phải ghi hình làm gì đâu, thầy giáo ghi đây nét nét, thầy giáo ghi trực tiếp trên máy tính luôn, âm thanh ánh sáng rõ ràng. Hình ảnh đẹp, anh đánh đẹp. Nào bây giờ thầy vừa mới nói ở trên ấy, thì cái định nghĩa của nó hơi khó nhớ một chút, cho nên là mình chỉ cần nhớ cái chi tiết thầy giáo dạy là nó chỉ sai trong trường hợp là chu kéo theo hô thôi, tức là đúng kéo theo sai thì nó mới sai, còn tất cả trường hợp khác nó đúng hết. Nào như vậy là đầu tiên là chu kéo theo chu, chu. Cái thứ hai là chu kéo theo phô, đây này, đấy, phô rồi. Cái thứ ba, phô kéo theo chu vẫn chu, phô kéo theo phô vẫn là chu. Đấy, thấy thầy em giả thiết sai, kết luận em cũng sai, suy ra em đúng. Chuyện giả là thiết sai không đúng, kết luận cũng không đúng, mà ra lại là nó lại ra mệnh đề đúng, thế mới đều. Được chưa? Đấy, đơn giản nhỉ. Học rất là nhẹ nhàng. Có gì đâu, thoải mái. Cực kỳ dễ luôn. Làm bài tập sướng cực. Như vậy là chúng ta đã viết là xong cái bảng giá trị chân lý rồi nhé.
Rồi. Thế nó mới đều. Đây là người ta giải thích thêm. Cái P thì thường gọi là giả thiết và Q thường gọi là kết luận. Thì nếu như giả thiết sai thì cho dù kết luận đúng hay sai nó vẫn là nhận ra giá trị là đúng. Đây. Chúng ta ở trên chúng ta nhận xét là giả thiết sai thì dù kết luận sai hay đúng nó vẫn đúng. Thế mới đều giả thiết sai. Đây, giờ này cho dù kết luận là đúng hay sai thì nó vẫn là nhận giá trị là đúng. Đây là cái chỗ mà chúng ta cứ bảo giả thiết sai là nó sai được gì nữa. Chính vì thế mà khi làm bài tập các em bị đấy là các em bị sai. Nhớ thầy dặn nó chỉ sai trong trường hợp là chu kéo theo khô thôi, tức là chỉ rơi mỗi kịch bản này là nó sai, chu kéo theo khô nó mới sai, nó mới sai. Ngoài ra tất cả trường hợp khác đúng hết. Nhớ không là lúc làm bài tập lại làm nhầm chuyện giả. Ví dụ như sau, nếu số 5 là số chẵn thì số 5 bình vuông là số chẵn, thì ở đây 5 là chẵn là sai rồi, 5 bình là chẵn cũng sai nốt này, như vậy đây nó có dạng là khô kéo theo khô, nó là bệnh đề đúng nhé. Nếu Bắc Kinh là thủ đô của Việt Nam thì Paris là thủ đô của Nga. Họ hay quá, hay quá, ví dụ hay quá. Bắc Kinh là thủ đô của Việt Nam thì Paris là thủ đô của Nga. Thì đây nó có dạng là cũng là khô kéo theo khô, cho nên nó là mệnh đề đúng. Nói rồi nó chỉ sai trường hợp là chu kéo theo khô thôi. Trong toán học chúng ta gặp rất nhiều mệnh đề có dạng là P kéo theo Q. Nếu P đã cho mà là đúng thì để chứng minh cái P kéo theo Q là đúng thì chúng ta cần phải chứng minh Q đúng. Và đó chính là cơ sở logic của phương pháp chứng minh trực tiếp sau này là dùng đến. Và sau đây là một vài cái dấu hiệu mà chúng ta gặp dưới dạng kéo theo mà chúng ta đã học ở trong chương trình phổ thông. Nếu tam giác ABC vuông thì bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông, đó định lý Pythagore. Chương trình lớp 8 lớp 9 ấy. Nếu ABCD là hình bình hành, nếu hình bình hành ABCD có một góc vuông thì nó là hình chữ nhật. Đấy là dấu hiệu chứng minh hình bình hành là một hình chữ nhật trong chương trình ôn thi vào 10. Nếu tồn tại số thực K sao cho vectơ AB bằng K vectơ AC thì ba điểm ABC thẳng hàng, chương trình lớp 10. Nếu đường thẳng AB vuông góc hai đường thẳng cắt nhau trong mặt phẳng P thì đường thẳng AB vuông góc mặt phẳng P. Đây là phương pháp chứng minh đường vuông góc mặt, chương trình lớp 11. Tương tự như vậy các bạn có thể kể thêm ra một loạt ví dụ. Đúng không? Rồi. Phép toán cuối cùng là phép toán tương đương. Phép toán tương đương. Định nghĩa như sau. Cho hai mệnh đề P và Q chấm. Mệnh đề P tương đương Q thì tự nhiên nó lại thêm chữ mệnh đề. Ký hiệu nó không có hai gạch ở giữa đấy nha, nó chỉ một gạch ở giữa thôi. Đây là khác biệt trong chương trình lớp 10 đấy. Đọc là P nếu và chỉ nếu Q là mệnh đề đúng nếu cả P và cùng đúng hoặc cùng sai và sai trong các trường hợp còn lại. Tức là hai anh này nó giống nhau, đúng hoặc sai cùng sai thì nó được. Đấy. Như vậy là chúng ta sẽ chép cái định nghĩa này vào và chúng ta phải học thuộc. Năm ngoái thầy làm ra rất nhiều câu trắc nghiệm nhưng mà sau máy thầy tính của thầy nó bị bít lốc cơ thôi. Mã hóa hết toàn bộ ổ cứng lại làm lại, chưa kịp làm lại cái này. Trắc nghiệm đơn giản. Trắc nghiệm kiểu lý thuyết đơn giản. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau viết cái bảng giá trị chân lý để cho nó thuộc. Chốc nữa cũng có một bài chốt hạ là chúng ta phải tổng hợp được tất cả những cái gì thầy giáo đã dạy ở trên mà. Đấy. Thì ở đây là chúng ta là phép toán kéo theo tương đương này. Q P gạch ngang ở giữa một cái thôi nhá, 12 nhá. Chu chu ô ô
Rồi đây là chu vô, chu vô phép kéo theo phép tương đương ý, là hai thằng nó giống nhau thì ra chu, giống nhau ra chu, nó ngược lại phép toán tuyển loại, nó ngược lại của cái tuyển loại thì này, tuyển loại thì phải khác nhau nó mới ra chu, hai cái này nó ngược nhau. À, như vậy là chu tương đương chu đúng rồi, phô tương đương phô đúng rồi, còn hai cái còn lại là giữa là phô, giống nhau ra chu và khác nhau ra phô, nó ngược lại con này, nó ngược lại của anh này, tuyển loại, tuyển loại thì loại khác, giống nhau thì nó lại ra phô, khác nhau thì nó lại ra chu, thế mới đều, hai này nó ngược nhau là cái tương đương. Thế thì ở đây thì nó có dùng rất nhiều cụm từ đồng nghĩa, à, điều kiện cần và đủ của P là Q, điều kiện đủ cần và đủ của Q là P, nếu mà chỉ nếu khi và chỉ khi cần và đủ là cái này ở trên mạng thì chúng ta đọc là ví dụ như là if and only if vân vân thì nó chính là cái câu như thế, nếu mà chỉ nếu khi mà chỉ khi. Ở đây thầy nói trước là thầy được đào tạo bài bản từ nhỏ đến lớn bằng tiếng Nga, mà thầy đi du học cũng là du học ở Nga, cho nên phát âm của thầy nó sẽ không đúng, chúng ta đừng để ý chi tiết đấy. Ở đây Việt Nam mình anh hùng mạng rất là nhiều, người hay đi chê người khác rất giỏi. Mục tiêu của chúng ta là không sâu sắc, mục tiêu của chúng ta là hiểu bài. Đây là điều kiện cần và đủ của P và là Q, ngược lại điều kiện cần và đủ của Q là P. Cái này thì đổi thì rất là dễ. Rồi nếu P thì Q và ngược lại. Thế thì cái một cái dấu hiệu mà ngày xưa mình học hồi cấp 2 ấy là tứ giác ABCD là hình bình hành nếu và chỉ nếu nó có một cặp cạnh đối song song và bằng nhau. Có đúng không? Đấy, những cái dấu hiệu là mình học nhiều lắm. Hồi ở cấp 2 bao nhiêu điều kiện dấu hiệu một tứ giác là hình bình hành, hình thoi, hình vuông, hình chữ nhật. Đấy chính là mũi tên hai chiều đấy. Điều kiện đường thẳng vuông góc một mặt phẳng. Định nghĩa thì là phải vuông góc tất cả đường thẳng từ mặt phẳng đó, nhưng trong thực tế người ta chỉ cần chứng minh vuông góc hai đường thẳng cắt nhau trong mặt phẳng là đủ. Đúng chưa nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem như này. À, số tự nhiên A là lẻ khi và chỉ khi A bình là số lẻ. Cái này về sau chúng ta sẽ chứng minh trực tiếp. Nếu như A lẻ thì A sẽ viết được dưới dạng là 2K cộng 1. Xong đem bình phương lên thì A bình sẽ bằng 2K cộng 1 tất cả bình. Chúng ta sẽ chứng minh nó lẻ. Ngược lại chứng minh hơi khó một tí nhưng chiều xuôi chứng minh dễ. A số tự nhiên A lẻ khi và chỉ khi A bình là lẻ. Là một mệnh đề đúng. Hay trong chương trình lớp 10 chúng ta có G là trọng tâm của tam giác ABC nếu và chỉ nếu vectơ GA cộng vectơ GB cộng vectơ GC bằng vectơ 0. Cái này cuối lớp 11, đầu lớp 12 vẫn dùng đến. Đúng không? 3 điểm ABC thẳng hàng nếu và chỉ nếu tồn tại số thực K sao cho vectơ AB bằng K vectơ AC. Cái tứ giác ABCD là hình bình hành nếu và chỉ nếu nó có một cặp cạnh đối song song bằng nhau. Đấy, tức là ở chương trình phổ thông ta gặp cái này, loại này nhiều vô cả. Nhiều vô kể. Và bây giờ chúng ta sẽ hoàn thiện bảng giá trị chân lý này trước khi làm một cái ví dụ minh họa tổng hợp. Ở đây trong bài chúng ta học 5 phép toán nhưng mà cái riêng cái phép toán đầu tiên ấy, thì nó chỉ cần một mệnh đề P thôi thì chúng ta sẽ không viết ở trong bảng này. Phép toán đầu tiên là phép toán phủ định. Các em phải nhớ hội là như thế nào, tuyển là như thế nào, tương đương là như thế nào, kéo theo thế nào. Đấy. Không nhớ được, không nhớ được thì hơi mệt. Học hành rất vất vả, kết quả ngọt ngào. Em có thể ghi cái này là một đầu là bài tập, một đầu là lý thuyết, nhưng mà quyển nó phải dày dày một chút, mỏng quá không đủ đâu. Hoặc là ghi hai quyển riêng biệt, tùy. Nhưng mà mỏng quá nó không đủ đâu nha. Chúng ta học 9 tuần bài tập nhiều lắm. Bây giờ bắt đầu động đến phép toán nào phải nhớ đến cái câu thì nó dạy. Thứ nhất, đây thì là vì chúng ta vừa mới học xong cho nên thầy nó sẽ nhắc theo trình tự. Đây chính là tuyển đúng không? Nó ngửa lên trên thì nó là tuyển. Các em phải học thuộc các ký hiệu. Nó úp xuống thì nó là hội, hội chính là và. Hội, hội. Thế mà nó là như thế này là tuyển loại. Như thế này thì là phép phủ định.
như thế này thì là kéo theo, cái kéo theo thì dễ rồi, kéo theo không bao nhầm là cái này này tương đương, cái này đương nhiên rồi đấy. Sáu cái phép toán này là mình phải viết được, mình nhớ tương đương. Bây giờ mình nhớ cái gì mình viết trước là tùy, nhưng mà đầu tiên chẳng hạn, ví dụ nó như chữ V, nó viết ngửa lên trên, lên trên ấy, thì đấy là tuyển. Tuyển thì lấy cái này thôi, cái kia tuyển tuyển chỉ vừa nói rồi, ai nhớ xin mời Trịnh Thị Thiên Hương. Tuyển chỉ làm sao? Em thấy là tuyệt cả hai cũng sai ạ. Đúng rồi, vậy thì em điền cho thầy cái cột số 3 từ trên xuống lần lượt, mỗi cái chỉ nói một lần thôi nhé. Đầu tiên là gì? Cột 3 đây này, cột 3 đây. Đọc đi, đọc đi, đọc đi. Ok. Mồm mình vừa bảo tuyển chỉ sai khi cả hai cũng sai, xong giờ lại phô rồi, thế nào? Chu, đúng rồi. Tiếp tục. Chu Chu. chu Đọc chậm chậm thì thầy còn ghi. Cái thứ tư là cái gì? Đúng rồi, giỏi lắm. Đấy, tuyển chỉ sai khi cả hai cùng sai. Thế thì có phải là cái cuối cùng mới là cô không? Đúng không? Rồi, tiếp tục. Văn Thùy Trang. À, cái bên cạnh như là phép toán gì? Bên cạnh phép toán gì nào? Phép tuyển ạ. Đâu, đâu có phải tuyển, tuyển rồi. Úp xuống mà, úp xuống không phải là tuyển đâu nha, mà là hội. Hội nào, cách nhớ nhanh của hội vừa nói rồi, hội chỉ. Hội chỉ sai khi, à quên, nhầm, tuyển chỉ đúng khi cả hai cùng đúng. Đâu, lộn lộn rồi, nói nhầm lung tung rồi. Nào, giờ ra xem nào. Hội chỉ. Ok, tức là không ghi à? Hội chỉ đúng khi cả hai cùng đúng. Tuyển chỉ sai khi cả hai cùng sai. Thì bạn vừa dùng câu tuyển chỉ sai khi cả hai cùng sai ở cái chỗ cuối cùng cái này. Đây này, chỗ này này. Tuyển chỉ sai khi cả hai cùng sai này. Đấy, bây giờ của em là phép toán hội đây này. Nào, gì nào, mạnh dạn lên. Cái đầu tiên là phô. Đầu tiên là phô là sai rồi nhé. Hội chỉ đúng khi cả hai cùng đúng. Hội chỉ đúng khi chu, đúng rồi. Tiếp tục. Tiếp. Phô ạ. Chính xác. Tiếp. Chính xác. Tiếp. Đúng rồi, giỏi lắm. Thế mà không nói thì lẫy, cứ giả vờ. Tiếp tục. Xin mời bạn khác. Xin mời bạn Nguyễn Ngọc Ánh 44029. Cột thứ tư, cột thứ năm. Và đấy, đấy là cái em vừa bật máy tính em vừa bật điện thoại, đừng để nó quay mặt vào nhau, quay mặt vào nhau nó sẽ nhạy cho đến mãi mãi thôi. À, bây giờ cột thứ năm nhá, đấy là tuyển loại đúng không? Tuyển loại thì hai thằng giống nhau nó mới ra, nó ra phô, mà khác nhau nó ra chu. Nào, đầu tiên là gì? Em thả đầu tiên là phone ạ. Chính xác. Thứ Tiếp. hai là thu ạ. Chính xác. Thứ ba là thu ạ. Đúng rồi, Thứ bốn là phone ạ. giỏi lắm. Rồi, cảm ơn em. Tiếp tục. Hà Hải Yến, một số 6. Dạ như thầy là Đầu tiên là gì? chưa ạ. Chính xác. Tiếp tục. Phô Đúng rồi, cái phép kéo theo nó chỉ sai trong trường hợp một chu kết thúc phô. Rồi, cảm ơn. Chính xác. Tiếp tục. chua Ui rồi, giỏi quá. Tiếp. chua À, đúng rồi, giỏi lắm. Đấy. Bây giờ có cuối cùng, xin mời bạn Nghiêm Thu Trang. Nghiêm Thu Trang 438323. em Mời. có em thấy cái đầu tiên là chua Chính xác. cái thứ hai là phô ạ. Đúng rồi. Thứ ba là phone ạ. Đúng rồi, giỏi lắm, tiếp tục. Thứ tư là chu ạ. Đúng rồi. Cái cột là hai cái này nó ngược nhau này, hai cái này nó ngược nhau. Cái này nó ngược nhau. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ mình sẽ vận dụng một bài phức tạp hơn. Vận dụng bài phức tạp hơn.
cái bảng này là mình phải hoàn thành trong vở mình nhé, mà lúc đầu mình không cần phải chép đâu, mình cứ nhìn lên xong lúc nào mình rảnh rỗi mình viết lại. Chép thì nó chỉ được lúc đấy thôi, mình không tự làm được. Bây giờ như sau: P tuyển Q kéo theo R. Đấy, đây là bài mức độ 3, không phải mức độ 1 này, đi trước. Thế bây giờ nghe kỹ thì nó gợi ý sau chúng ta làm bài cho là ở đây chúng ta đếm là nó sinh ra từ những mệnh đề đơn nào, sinh ra từ mệnh đề đơn nào, thì thực ra là phải trắng phớ là từ những chữ cái nào thì nó ra. Như vậy là từ PQR, như vậy là N bằng 3, đúng chưa? N bằng 3, số dòng của chúng ta phải là 2 mũ 3 cộng với 1. Như vậy là 9 dòng nhé, chứ không phải 5 dòng như vừa đấy. Đấy là số dòng, cái số cột. Số cột thì bằng cái số mệnh đề đơn cộng với số phép toán, trừ trường hợp đặc biệt nó trùng nhau. Số cột bằng số mệnh đề đơn cộng với số phép toán, trừ trường hợp đặc biệt. Như vậy số dòng là 9 này. Số cột của chúng ta ở đây sẽ là, đây này, chúng ta nhìn phép toán này này, một phép toán này, hai phép toán này. Như vậy chúng ta có hai phép toán cộng với lại ba mệnh đề đơn. Như vậy chúng ta sẽ phải là 5 cột nó mới đủ. Nghe kỹ và sau rồi viết cho nó chuẩn nhé. Số dòng là 9 được chưa nào? Rồi, số cột 5. Cụ thể là những cột nào? Cứ thêm từ mà viết ra, P là 1, Q là 2, R là 3, ba mệnh đề đơn đầu tiên phải để đấy. Tiếp theo, khi nó đóng ngoặc như này thì nó sẽ ưu tiên cái phép toán ngoặc trước. Như vậy là P tuyển với Q và cuối cùng là gì? P tuyển với Q sau đó kéo theo R. Ấy, khủng hoảng tinh thần chưa? Như vậy là số cột theo nói rồi nhé. Số mệnh đề đơn cộng với số phép toán trừ trường hợp đặc biệt. Tức là nó có những cái nó giống hệt nhau thì mình không làm viết lại nữa, hiểu chưa? Không thể thầy dạy một đám nào lại làm. Bây giờ ví dụ ở trên nó có P tuyển Q như này, chốc nó lại có P tuyển Q thì ai có điên mà viết lại đúng không? Tức là nó giống nhau y đúc như này thì không viết lại được, hiểu ý nó giống nhau y đúc không viết lại nữa. Rồi bây giờ này, 9 dòng, 9 dòng thì trong đó cột đầu tiên là 2 mũ n trừ 1 chu. Như vậy trong bài này là 2 mũ 3 trừ 1 bằng 4. Như vậy là 4 con chu cơ chứ không phải là 2 con chu như vừa đấy. Như vậy là chu 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 4 nhỉ. Cột 1 là 2 mũ n trừ 1 chu, nhớ cho thầy. Như vậy là sẽ là vô. Đấy là cột 1 2 mũ n trừ 1. Cột 2 sẽ là 2 mũ n trừ 2. Như vậy theo quy tắc trên nó sẽ giảm đi thành 2 mũ 3 trừ 1. 2 mũ n trừ 2 tức là 3 trừ 2, như vậy là bằng 2. Tức là chu chu cô. Lấp đầy chưa? Câu trả lời là chưa lấp đầy, chưa lấp đầy thì phải lấp lại. Chắc chắn là không lấp đầy được ngay mà. Chu chu chu. Rồi, sướng quá, viết nhầm không? Chu chu cô cô. Đấy, lơ đễnh là viết nhầm như chơi. Cột số 3 đã xong. À, cột số 2 xong. Bây giờ cột thứ ba, cột thứ ba là 2 mũ n trừ 3 bằng 2 mũ 0 bằng 1. Như vậy là một chu một phô, một chu một phô là lấp đầy rồi. Quên, chưa đầy, cứ lặp lại. Chu phô chu phô, cẩn thận viết lệch dòng. Chu phô. Như vậy là cột thứ ba đã hiểu nhá. Bây giờ đến cột thứ tư. Cột thứ tư của chúng ta là tuyển, thì phải nhớ câu giáo dạy. Tuyển chỉ sai khi cả hai cùng sai, có nghĩa là một cái chu là ra chu luôn, đúng chưa nào? Rồi như vậy chúng ta sẽ nhìn này, chu 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 4 lần đầu tiên thôi, 4 lần đầu tiên nó có dính con chu cái là chu luôn này. Rồi, tiếp tục này, con này cũng là chu chu tiếp này. Như vậy là 5 6. Cái con thứ bảy phô đi với phô này là phô 8, phô tiếp. Nó theo tỷ lệ 3:1, 3 chu 1 1 phô. Tuyển đấy, 3 chu 1 phô. Còn là hội thì là 3 phô 1 chu, ngược lại. Bây giờ phép kéo theo. Kéo theo là cái cột này, nó kéo theo cột này nó mới đều. Thì là kéo theo ấy nó chỉ sai trong trường hợp là chu kéo theo phô. Nào, cái đầu tiên này. Có dạng là chu kéo theo chu đúng không? Chu. Tiếp theo là chu kéo theo phô. Phô. Tiếp theo là chu kéo theo chu, chu. Tiếp theo là dòng số 4 này, dòng 5, chu kéo theo phô.
Ồ. Tiếp theo là chu, kết theo chu, chu tiếp ô, và hai cái cuối cùng là chu hết. Đấy, như vậy là bài toán đã được giải quyết xong. Các em phải nhớ cái quy tắc đấy. Được chưa? Thế thì về mặt lý thuyết thì hôm nay chúng ta hoàn thành, chúng ta dừng ở đây. Thế thì hôm sau chúng ta sẽ sang phần tiếp theo. Nhưng mà bài tập về nhà thì thầy giáo sẽ nhắn trên MS Team sau. Thầy giáo phải gửi cho chúng ta file cơ. Gửi file cho chúng ta về chúng ta làm. Làm mà có thể làm vào trong một cùng một vở, lý thuyết ghi một mặt đằng này, bài tập là mặt kia, nhưng phải quyển dày, hoặc là ghi ra hai quyển riêng biệt. Nếu mà hôm lúc nào học trực tiếp thì nó kiểm tra vào bài tập chúng ta đấy, ghi lên bảng như ạ, nó kiểm tra ô vào bài tập của em đâu, em không có, không được, không có là anh làm bài kia anh có đúng, anh chỉ được tối đa 7 điểm thôi, được chưa? À, các em thân mến, như vậy là bài học ngày hôm nay chúng ta kết thúc ở đây, hoàn thành chương trình cách là xuất sắc. Tất nhiên có một chỗ nào đó chúng ta chưa rõ thì chúng ta có thể xem lại bài giảng của thầy. Thì sau khi này chiều tối thầy đưa lên kênh YouTube của thầy xong thì nó sẽ gửi link lại để chúng ta xem. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Thầy sẽ xin chào tạm biệt các em. Thầy chào các em nhé. Xin chào thầy. À. Xin chào thầy ạ.